chào quý vị đang theo dõi chương trình tiêu điểm an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 7 2023 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ thị số 23 là sự kế thừa bổ sung và phát triển những quan điểm chỉ đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các giai đoạn trước đây cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cả năm lĩnh vực giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Về mục tiêu các giảm tai nạn giao thông một cách bình dững và hạn chế cơ bản ủng tắc giao thông hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá các nội dung lớn như tổng kết đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 18 của Ban Bí Thư để nhân rộng, phân tích làm rõ những vấn đề tồn tại khó khăn dướng mắt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. Sáng ngày 11 tháng 7 2023, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trần Ngọc Tam dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nồng cốt, chủ động tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo cấp quỹ, chính quyền các cấp cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương, nắm chắc tình hình, đề xuất xử lý ổn định các vụ việc phát sinh không để bị động bất ngờ trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. 6 tháng qua, phạm pháp hình sự, tai nạn xã hội đều được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ 2022. Trong đó, phạm pháp hình sự giảm 0,32%, tai nạn giảm 29,53%. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực phấn đấu và thành tích đạt được của lực lượng công an toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện đạt dược các chỉ tiêu năm 2023, đề nghị lực lượng công an các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân tỉnh, các cấp quỹ đảng, chính quyền các cấp, cụ thể quá, lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự dự báo chính xác tình hình an ninh chính trị không để bị động bất ngờ, tiếp tục tăng cường các giải pháp đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt có hiệu quả với các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Dịp này, thưa quý quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, trao cờ thi đua chính phủ cho một tập thể, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Ngày 7 tháng 7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đại tá Trương Sơn Lâm, Quỹ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Quán triệt nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong năm năm qua đảng quỹ lãnh đạo công an tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn lực lượng trong đó đã làm tốt vai trò nồng cốt tham mưu cấp quỹ chính quyền phối hợp chặt chẽ các cơ quan ban ngành định hướng thông tin tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện phối hợp đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước chính quyền các cấp quan tâm xây dựng phát triển nâng cao số lượng và chất lượng các kênh trang mạng xã hội của công an các cấp, tổ chức đấu tranh bóc gỡ nhiều thông tin xấu độc trên không gian mạng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trương Sơn Lâm đề nghị thời gian tới, công an các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị, tăng cường quản lý giáo dục cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chú trọng tập quấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, lan tỏa hình ảnh đẹp giới phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu và phủ xanh thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 2023, tuần qua ban giám đốc công an tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo công an tỉnh phụ trách công tác an ninh qua các thời kỳ các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh công an tỉnh tại các nơi đến lãnh đạo công an tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đồng chí nguyên lãnh đạo công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng an ninh thời gian qua cũng như trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm hay để góp phần xây dựng lực lượng an ninh nói riêng và công an tỉnh bến tre nói chung ngày càng phát triển về mọi mặt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Chiều ngày 6 tháng 7 2023, Công an huyện Châu Thành tổ chức tòa đàm về công tác phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tại các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng, tiệm vàng, bạc đá quý trên địa bàn huyện Châu Thành. Buổi tọa đàm có sự tham dự của Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đồng chí Phạm Văn Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng hơn 30 giám đốc, phó giám đốc các phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng cũng như các chủ cơ sở tiệm vàng trên địa bàn huyện. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận thảo luận về thực trạng tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn, những bài học kinh nghiệm và một số khó khăn vướng mắt và kiến nghị đề xuất đối với lãnh đạo công an huyện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phương án giải quyết các tình huống cướp cướp giật, trộm cắp tài sản tại các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng, tiệm vàng bạc đá quý không để bị động bất ngờ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an ninh an toàn để nhân dân yên tâm sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế. Ngày 4 tháng 7, 2023, Công an Bến Tre tổ chức lớp tập quấn về công tác tuyên truyền cho hơn 80 cộng tác viên của Công an các đơn vị địa phương. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Giang, biên tập viên cao cấp, cơ quan đại diện phía Nam, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an, báo cáo bài lớp tập quấn. Qua buổi tập quấn, các học viên đã được trang bị những kỹ năng cơ bản về viết tin, chụp ảnh báo chí, quay phim, qua đó nâng cao chất lượng nội dung tin bài hình ảnh phục vụ tốt trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an tỉnh Thưa quý vị, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân Bến Tre luôn khắc ghi và tự hào với những thành tích chiến công của những thế hệ đi trước. Lấy đó làm động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động các đơn vị nghiệp vụ an ninh qua mỗi thời kỳ đều luôn có sự chủ động trong công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên không để xảy ra đột xuất bất ngờ qua đó góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương Xác định công tác đảm bảo an ninh quốc gia nói chung, an ninh chính trị nói riêng là mặt công tác đặc biệt quan trọng. Những năm qua, Đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác an ninh với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với từng lĩnh vực: an ninh đối ngoại, an ninh đối nội, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, quản lý xuất nhập cảnh và an ninh điều tra. Đặc biệt là xử lý nghiêm kịp thời các hành vi lợi dụng không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và kích động gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và phần tử xấu. Nhờ chủ động làm tốt phòng ngừa, từ năm 2018 đến nay, lực lượng an ninh nội địa đã phát hiện đấu tranh, xử lý ba đối tượng có hành vi tuyên truyền chống nhà nước cả ba đối tượng đều có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân thường xuyên đăng tải chia sẻ bài viết video hình ảnh có nội dung xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước lời kéo kích động người dân tham gia biểu tình gây rối đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện tiến hành điều tra xử lý vô hiệu hóa các hoạt động kích suối biểu tình tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương ngoài ra công tác dẫn động quần chúng triển khai các biện pháp đấu tranh vô hiệu hóa không để hình thành tổ chức chính trị phản động đối lập trong tôn giáo các hội nhóm trái pháp luật giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện tranh chấp tại địa phương được thực hiện đảm bảo không có tình huống diễn biến phức tạp kéo dài công tác bảo vệ an ninh nội bộ bảo vệ bí mật nhà nước công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật cải cách từ pháp, quá, tư pháp, văn hóa, tư tưởng, y tế, giáo dục thường xuyên được tổ chức nắm tình hình, kiểm tra chặt chẽ, phát huy tốt dây trò ban chỉ đạo 35 công an tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, triển khai nhiều trang fanpage trên mạng xã hội, đăng tải hơn 60.678 bài viết, hình ảnh, video, tuyên truyền pháp luật, phản bác các thông tin sai sự thật, gây quan mang trong dư luận xã hội. Các thông tin xuyên tạc đảng, nhà nước và lực lượng công an tổ chức triển khai bảo vệ an ninh an toàn cho các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm và làm gì cũng như các sự kiện hoạt động lễ hội kỷ niệm tại địa phương hiện nay trước những nguy cơ và thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng lớn hơn bản thân là một cán bộ an ninh tôi sẽ tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị tu dưỡng phẩm chất đạo đức nâng cao năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng chủ động phòng ngừa chủ động tấn công xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở để góp phần cùng lực lượng an ninh công an tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ hắn lại bảo vệ an ninh tổ quốc Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính vừa qua cũng gặp phải sự chống phá của các đối tượng, nhất là các hành vi vi phạm có liên quan đến tiền giả. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra khám phá đường dây làm tăng trữ lưu hành tiền giả xảy ra liên tỉnh. Bắt đối tượng Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1988, ngụ huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, là người tổ chức làm in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác mua bán tiêu thụ. Trong vụ án đã phát hiện và thu giữ nhiều tăng vật là tiền Việt Nam và tiền nước ngoài như Mỹ, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, nghi là giả. Qua công tác giám định số tiền Việt Nam giả thu giữ là 1,053 tỷ đồng, thành tích trên đã góp phần ngăn chặn nguy cơ phát tán số lượng lớn tiền giả ra cộng đồng, góp phần đảm bảo về an ninh tài chính. Ngày nay, lĩnh vực đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng, đây được xem là một trong những mặt công tác quan trọng. Các đối tượng phản động và các thế lực thù địch dần chuyển sang hoạt động trên không gian mạng với nhiều hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, phổ biến như các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hay thậm chí đăng tải những thông tin bịa đặt sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự của cá nhân tổ chức. Để chủ động đảm bảo các an toàn thông tin, thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên rà soát kiểm tra đánh giá an ninh an toàn hệ thống thông tin qua đó đã phát hiện khắc phục nhiều cái điểm yếu lỗ hỏng bảo mật và đưa ra các cái giải pháp để phòng ngừa cái thứ hai nữa là chủ động rồi triển khai công tác nắm tình hình phát hiện đấu tranh xử lý các đối tượng rồi hội nhóm hoạt động chống phá tán phát tin giả tin xấu độc thông tin sai sự thật trên không gian mạng. An ninh điều tra được xem là một trong những lực lượng mũi nhọn trong khối an ninh với nhiệm vụ trực tiếp điều tra đấu tranh ngăn chặn xử lý các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia và các loài tội phạm khác theo thẩm quyền luôn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ. Trong đó đã phối hợp xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án có liên quan đến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tiền giả, vũ khí quân dụng, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đưa những thông tin sai lệch xuyên tạc nhằm mục đích chống phá chính quyền, đảng, nhà nước, gây phức tạp về an ninh chính trị, bộ các đối tượng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đối với các hành vi sai trái của mình. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh công an tỉnh Bến Tre đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lực lượng an ninh tỉnh bến tre đã làm tốt vai trò tham mưu cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh kịp thời phát hiện đấu tranh phá rá nhiều tổ chức phản động bảo vệ thành quả cách mạng giữ vững an ninh chính trị góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương được các cấp các ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao trong thời gian tới trước tác động của tình hình thế giới khu vực và trong nước thì bên cạnh những thời cơ thuận lợi tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn tỉnh vẫn sẽ đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức mới, nhất là tình hình an ninh nội địa, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp lực lượng an ninh công an tỉnh sẽ tiếp tục gắn bó gần gũi với nhân dân không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị của người chiến sĩ công an nhân dân vững vàng trước mọi khó khăn thử thách đồng thời sẽ tiếp tục quán triệt tư tưởng an ninh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự phối hợp giải quyết kịp thời ổn định các vụ việc nổi lên trên địa bàn không để bị động bất ngờ củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân tạo thế chủ động chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia tập trung xây dựng lực lượng an ninh nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của lực lượng công an bến tre nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ là tiền đề để mọi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ an ninh trong công an tỉnh tiếp tục phát huy năng lực ra sức đấu tranh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giao thành tích, chiến công và truyền thống dễ dàng của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chương trình tiêu điểm an ninh trật tự đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.